Đây cây bí cam này tàn bao quýt luôn nha anh. Khó tầm được cây bí cam nào mà tán đẹp như vậy nè. Để đế thì khỏi chê luôn. Cây này đường kính tán ngang là cuôn lại cắt lại tỉa tròn như cây thông Noel như vậy nè. Thì nó gần 2 mét. Chiều cao từ mặt chậu lên tới tới đỉnh lên trên đó là nó hơn 2 mét. Nó khoảng tầm 2 mét rưỡi. Mà cái thân thót này lên đó thì nó đã gần mét rồi. Đây. Cây đẹp lắm, cây này lên bông một cái thì khó chịu luôn. Cây này trồng trong cái bể này là giá trị nha các bạn. Bể đắp tay qua văn rất là đẹp luôn. Tán tròn 2 mét tròn vu luôn, như là cái thông Noel vậy đó. Cái này lên bông một cái thì dữ lắm, đẹp luôn. Cây thì sống khỏe, loại này nó khỏe lắm nữa, chi cành râm nè, cổ kính nha. Cây này nó chỉ có 2 thân thôi mà lên cái bộ râm như thế này thì cây rất là đẹp luôn, hoa rất là sai hoa luôn. Đây 2 thân phu thê 2 con phu thê nha. Đây là cây thê nè, 2 cây tử con, cây tử nhỏ phía đây. Bại đế nè, bại rải nè, thân nè. Cây bấu vào không có ăn thua gì cả. Ở đây thì có một cái thân ngày xưa bị chặt á, nó có một cái lỗ nhưng mà không có, nó ăn vô cái gốc nằm tuốt bên kia á. Cái lỗ nằm ở này là không ăn thua gì cả. Nhìn nó rất hầm hố. Ngoài những cái chỗ này hồi xưa là thân người ta, trong dân người ta chặt những cái thân ở ngoài này. Nó xam lại luôn rồi nhưng mà để luôn, không có bỏ. Nó rất là hầm hố cái cây. Cây liền nè, bậy bãi đẹp, bú nổi cục cục nha. Này là bú này ra, bú nè, bú nè. Đây nó đang phì nè, này bú này nè, cây phì bú lóc già lắm, già đế bệ mặt nào cũng đẹp cả. Bú ở đây nè, ở đây 2 bậc bú nè, bú phì nứt da